Chiều nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Báo cáo của Bộ Quốc phòng tại buổi gặp mặt cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan báo chí ngoài lực lượng quân đội đã có hơn 18.000 tin bài tuyên truyền về các hoạt động quân sự quốc phòng. Các cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương đã tập trung tuyên truyền đậm nét, đúng định hướng các nội dung của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về kết quả xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, kết quả nửa nhiệm kỳ toàn quân thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các hoạt động sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận, vui xuân, đón Tết của bộ đội, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tuyên truyền kịp thời công tác tuyển quân, ra quân huấn luyện. Đặc biệt, gần đây, báo chí đã tuyên truyền đậm nét, tạo hiệu ứng truyền thông rất cao về các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, qua đó làm nổi bật vai trò đóng góp của lực lượng quân đội, cũng như những tình cảm sâu đậm của nhân dân dành cho quân đội, dành cho bộ đội Cụ Hồ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lời chúc mừng tới các phóng viên, nhà báo nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, báo chí luôn là lực lượng dẫn đường. Nếu như trong thời chiến, người lính thì có súng, có đạn trong tay, thì phóng viên chỉ có máy ảnh, máy quay phim và có trong đầu mình tư duy để viết lại. Nhưng thông tin do báo chí cung cấp mang chiến đấu rất cao, cổ vũ, động viên tinh thần những người lính. Trong tình hình mới, Bộ trưởng đánh giá đội ngũ phóng viên chuyên trách các cơ quan báo chí đã ngày càng chuyên nghiệp hơn trong tác nghiệp, đưa tin tuyên truyền về quân sự quốc phòng. Nhiều phóng viên đã không ngại khó khăn vất vả với trách nhiệm cao đối với quân đội, tình cảm, tình yêu đối với bộ đội, đã luôn dấn thân, đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ trên mọi vùng miền của đất nước, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Năm 2024 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của lực lượng quân đội như 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ hai. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng khẳng định tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho các phóng viên tác nghiệp đưa tin về nội dung quân sự quốc phòng, đồng thời cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp đồng hành, chung tay góp sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng về truyền thống, bản chất tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.